Cứ đi lên đi xuống giùm cháu đi. Dạ. Rồi nếu mà mình lấy ra cái đó chú đi được không? Thử thôi. Không được hả? À? Thử thôi. Té hả? Chị Tú đứng bên hông giùm em coi lỡ khi té. Thử coi. Đừng. Thử coi. Rồi. Ừ, rồi. Rồi quay lại đi. Tội nghiệp không? Rồi, ok. Tự đi đi. Cố lên. Không cần ai đi theo hết á. Gậy cũng bỏ luôn đi. Đúng không? Chạy thì không nổi đâu, chưa đâu. Đừng có tham quá. Rồi, đỡ nhiều lắm phải không? Rồi, quay lại đi. Tự đi hết. Giỏi. Rồi. Ok vậy đó. Rồi chú ngồi xuống. Ngồi xuống để mà hỏi vài câu. Thì hôm nãy là sao mình nói là chú vô bệnh viện phải không? Bị té vô bệnh viện. Ở trong đó 10 ngày phải không? Dạ đúng. Dạ. Rồi bây giờ chú thấy làm sao sau khi được điều trị với phương pháp? Chị thấy nó đỡ đau hơn nhiều. Dạ. Đi đỡ hơn chút. Nãy đi nó hơi khấp khỉ nhiều lắm. Mỗi lần đi là cái gót nó đau hơn cái nhượng chỗ này. Dạ. Bây giờ thì bớt nhiều. Dạ. Mà thậm chí bây giờ đủ can đảm mà không có cần cái cây gậy nữa đúng không? Hốt đi anh em, chùm ga nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài. Phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918-133-635, Hà Nội 0326-811-258. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam. Điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.